Hello anh em nhé, ngày hôm nay thì Relax sẽ lại lên sóng và giới thiệu cho anh em một con Way 110. Và hiện tại thì là cái chiếc xe này bên mình đang tháo hết ra để bên mình làm cho bạn khách này cái đồng hồ điện tử Way Plus. Và đây là cái quá trình mà bên mình sẽ làm, đấu và lắp cho khách nhé. Thì cũng chia sẻ với tất cả các bạn một chút là đối với cái đồng hồ điện tử này thì là đã fix hết toàn bộ dây rồi. Khi mà anh em mua về là anh em chỉ việc cắm như zin thôi. Đấy, cắm như zin. Đấy, ví dụ như là đây là dây đèn này, dây còi này, dây sinh an này, chưa? Bên này là dây đèn này. Đấy, bên này là dây đề này. Thì đối với những cái dòng xe như dòng 110 chẳng hạn thì ở đây là nó sẽ không có cái dây đề, à không có cái dây công tắc tắt mở đèn. Thì là các bạn chỉ cần lấy cái dây vàng này. Các bạn chỉ cần lấy cái dây vàng này, các bạn đấu với cái dây đỏ này. Hai cái đấu vào nhau là ok các bạn nhá. Đó là ok, là chúng ta đã lên đèn được rồi. Đó, và các cái chi tiết khác thì các bạn cắm như zin thôi. Ví dụ như là cái dây cắm vào cục dơ le sinh an này, hoặc là dây của tay phanh này. Đấy, và xuống phần dưới này, xuống phần dưới này thì chúng ta sẽ có một cái dây vàng. Cái dây vàng này thì chúng ta sẽ đấu vào trong cái dây đen. Dây đen để chúng ta lấy cái lên điện bình. Đấy, chúng ta lên bình có là ăn trực tiếp điện ở trong bình ắc quy. Còn cái dây đỏ này là cái dây chúng ta sẽ là cấp nguồn cho cái điện của cái đồng hồ. Đấy, khi mà các bạn tắt chìa khóa thì các bạn vẫn được lưu giờ trong cái đồng hồ đấy các bạn nhá. Và chúng ta sẽ để ý này, ở phần đằng sau này thì sẽ có một cái rắc. Sau khóa thì các bạn chỉ cần rút cái rắc này ra và các bạn cắm cái dây đỏ đấy vào cái dây vàng sọc. Đỏ sọc vàng đây. Đỏ sọc vàng là ok nhá các bạn nhá. Đấy, ở xa thì các bạn nhìn thấy thì các bạn chỉ cần đấu nối là như thế là xong. Và cái dây báo tua ấy, thì các bạn để ý này, ở cái dây báo tua thì chúng ta có một cái dây vàng sọc đen. Đấy, cái dây vàng sọc đen này các bạn, nó sẽ nằm ở trong cái rắc 9 dây này nhá. Đấy, trong cái cụm rắc 9 này. Đấy, các bạn rút nó ra và các bạn đấu vào một cái dây chạy xuống sườn này. Đấy, các bạn lên cái phần cốp. Ở trong phần cốp này thì các bạn để ý giúp mình là ở trong phần cốp này nó sẽ có một cái dây là dây vàng xanh dương sọc vàng. Đây, sẽ có một cái dây là dây xanh dương sọc vàng. Đây các bạn thấy không? Đấy, dây xanh dương sọc vàng. Thì khi mà các bạn đấu vào như thế này ấy, thì nó sẽ báo tua nhá. Vega lên là nó sẽ báo tua. Đấy. Thì ở những cái video trước mình cũng đã quay video và hướng dẫn cho các bạn rồi. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều bạn không thắc mắc. Đấy, không xem hết video và thắc mắc. Thì mình quay lại để chia sẻ với các bạn. Đây em đút cái dây vào cái lỗ này đã để cho nó gọn dây này. Đấy, quay cận cảnh chi tiết để cho anh em xem. Anh em xem cái video này thì anh em để kỹ một chút. Đấy, thì sau khi mà đấu xong xuôi ngon lành rồi thì mình sẽ lại quay lại, mình chia sẻ lại với anh em một lần nữa để cho anh em có thể là biết cách lắp nó cụ thể, chi tiết hơn. Để ví dụ như các bạn mà có mua đồng hồ bên mình về thì các bạn cứ xem cái video này là các bạn biết lắp nhé các bạn nhé. Thì sau khi mà đã lắp được xong xuôi cái đồng hồ điện tử 2020 Plus này, 2022 Plus này cho mọi người, thì mình sẽ quay lại cái quy trình để mà lắp đặt thành công một cái đồng hồ cho mọi người xem. Thì như mọi người thấy thì đây là cái đồng hồ điện tử của Way 110 mọi người nhá. Khi mà mọi người mua cho Way 150cc thì mọi người sẽ là fix lại hết toàn bộ dây nhá. Chỉ có dòng 110 là lắp đặt như zin thôi và có đấu một vài dây thôi. Thì như mọi người có thể thấy là ở bên này này là nó gồm là công tắc tắt mở đèn, pha cốt này, còi này, sinh an này thì đầy đủ hết nhé mọi người nhá. Lắp như zin này, rồi cái dây da cho đèn này, rồi bên này chúng ta sẽ có cái dây đèn và dây đề nhá. Rồi ok, ở đây cũng có luôn ạ, có là mọi người lắp đặt như zin thôi. Dây cấp điện cho tay phanh này đó, ok chưa ạ. Rồi bây giờ thì bên mình đang tiến hành là lắp vào mọi người nhá, lắp vào. Sau đấy thì là mình sẽ test luôn cái đèn Zinpass lắp lên xe cho mọi người xem. Đấy, thì như lúc nãy mình vừa chia sẻ về các cái dây, các cái cách đấu thì là ok rồi đúng không? Thì tại sao mà mình phải nối vào cái dây đỏ vào cái dây đỏ sọc vàng khóa để làm gì? Mình lưu cái giờ này lại này mọi người này. Khi mọi người tắt đi đúng không? Mọi người mở lại nó vẫn còn cái giờ, vẫn còn xăng, vẫn còn km đã đi, được chưa? Bây giờ thì mình sẽ test cho mọi người cái đèn nhá mọi người nhá, thấy chưa? Mọi người thấy đèn sáng chưa? Đấy, chỉnh đấu pha cốt bình thường này. Đây, pha cốt bình thường, đá bắt sinh bình thường mọi người nhá. Đấy, thì hôm nay Quy Lách quay video và chia sẻ cho tất cả mọi người về cái cách đấu của đồng hồ điện tử Way Plus. Thì những bạn nào mà đang có nhu cầu muốn mua một cái đèn này thì liên hệ qua cho Quy Lách.
Đấy, bên mình sẽ gửi cho mọi người cái đồng hồ này về và mọi người chỉ cần lắp đặt đấu đúng như những gì mà Black đã chia sẻ ở trong cái video này là ok mọi người nhá. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người có một ngày mới gặp nhiều may mắn và vui vẻ. Mọi người có thể thấy rằng là ở đây thì là sau khi bên mình đã lắp vào xong xuôi rồi ấy, thì chúng ta cũng cần phải cài đặt lại ở trên cái mặt đồng hồ này. Thì như mọi người có thể thấy là cái xe này đã chạy được 1 km là bạn ấy vừa đi đổ xăng, cũng là mình lắp cái đồng hồ này xong cho khách. Thì cái xăng ấy của bạn khách là nó không đầy bình và mình đã bảo bạn ấy là đi đổ thật đầy bình xăng lại để mình làm cho bạn ấy cho nó chuẩn nha mọi người nhá. Có nghĩa là mình sẽ chỉnh cho cái đồng hồ của bạn ấy báo xăng full luôn cho nó chuẩn với cái bình xăng hiện tại của bạn ấy đang có. Ở bên này thì mọi người có thể thấy rằng là cái đồng hồ là hiện tại bây giờ nó đang bị sai. Hiện tại bây giờ thì giờ chuẩn của nó sẽ là 11 giờ 10 phút. Thì bây giờ cái cách chỉnh ấy thì là mọi người dí ở đây là nó sẽ có một cái nút là CLG này. Đấy. Thì mọi người chỉ cần dí vào đây. Mọi người dí vào đây khoảng mấy giây là cái đồng hồ bên này nó sẽ nhảy nhá mọi người nhá. Đây mọi người dí này, mọi người dí liên tục này. Đấy, sau khi cái giờ bên này nó nhảy thì mọi người lại bấm tiếp tục vào cái này để mọi người chỉnh giờ nhá. Đấy, ví dụ như bây giờ nó là 11 giờ thì mọi người bấm 11 giúp mình. Được chưa? Sau khi được 11 rồi mọi người dí cái nút này dí nguyên luôn nhá, dí một lúc luôn để cho nó nhảy sang số phút nhá mọi người nhá. Sau khi mà nhảy sang số phút rồi mọi người lại tiếp này, bây giờ là 11 giờ 13 phút này. Thì mọi người lại cứ bấm tay thôi. Mọi người bấm đến bao giờ đến 13 thì thôi mọi người nhá. Rồi ok chưa? Mọi người lại ấn giữ này. Được chưa? Mọi người ấn giữ này. Đấy, nó nhảy sang km rồi đúng không? Mọi người lại nhấn tiếp tục nhấn giữ tiếp để cho nó nhảy sang, nó báo sang một cái chế độ khác để mọi người chỉnh cái báo xăng này. Đấy. Làm lại nhá, giờ rồi phút này, chỉnh sang km này. Km nháy rồi này, bây giờ mọi người lại tiếp tục dí này. Đấy, bây giờ bắt đầu nó nhảy này đúng không? Mọi người lại tiếp tục ấn cái nút đen này để cho nó báo full xăng nhé mọi người nhá. Đấy, như thế này là mọi người đã chỉnh thành công cái đồng hồ vừa báo giờ, báo xăng, được chưa? Đấy, và như thế này là đã full xăng rồi mọi người nhá. Hiện tại thì là cái xe của bạn khách lúc nãy là nó hết xăng, thì mình đã bảo bạn ấy là phải đi đổ đầy bình xăng để mình chỉnh cho nó ngon lành. Cái thứ hai là về cái chức năng báo tua. Thì chức năng báo tua thì bên mình cũng đã đấu như lúc nãy mình vừa chia sẻ với mọi người, là lấy dây vàng đen nối với lại cái dây vàng sọc xanh, vàng xanh dương ở dưới cái cục IC báo tua. Thì chúng ta sẽ có kết quả. Đây bây giờ mình sẽ đề và cho mọi người xem cái báo tua nhá. Đấy, mọi người thấy báo tua chạy lên chưa? Chưa? Rồi ok, thì vừa rồi mình đã vừa hướng dẫn cho mọi người cái cách để cài đặt cái đồng hồ điện tử ở trên cái mặt đồng hồ của nó. Thì mọi người xem thì mọi người cũng hết sức thông cảm là có thể là mọi người nhìn ở trong cái cái đồng hồ ấy, cái video mà mọi người đang nhìn thì có thể là cái đồng hồ nó bị nhảy, nhưng mà ở ngoài thì nó không thế, nhưng mà vào trong video là nó bị nhảy cái số mọi người nhá. Thì mọi người xem hết sức thông cảm. Đó.